nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bằng các luận cứ và cách nhìn nhận khách quan, khoa học, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, cách làm thiết thực để thực hiện có hiệu quả hơn nữa, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay. Đây là khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc, trưởng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực 3, tại Hội thảo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay những vấn đề lý luận thực tiễn, do Học viện Chính trị khu vực 3 phối hợp với Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng, tổ chức tại Đà Nẵng ngày 26 tháng 10. Trên cơ sở nhận diện, Tiến sĩ Phạm Văn Giang nêu ra 3 kết quả quan trọng mà công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà Đảng và nhân dân ta đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đó là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nền tảng vững chắc trong đời sống tinh thần của xã hội, đã nhận diện và kịp thời đề ra đường lối, chính sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức, phân công, phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch khá hiệu quả. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.